Thưa quý vị và các bạn, rằm tháng 10 âm lịch được xem là ngày rằm lớn thứ ba trong năm của người Việt, cũng giống như rằm tháng Giêng và rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Vào dịp này, có rất nhiều người đi chùa, ăn chay, cúng Phật với mong muốn cầu bình an cho gia đạo, cầu mong mọi điều được như ý. Chính vì vậy, vào những ngày này, người dân thành phố Châu Đốc thường đi lễ chùa để cầu mong cho gia đình mình được điều bình an và hạnh phúc. Có mặt tại tỉnh xá Ngọc Phú, lượng khách đến thắp hương cầu bình an may mắn rất đông. Người Việt tin rằng đi lễ chùa vào các ngày lễ Tết là về nơi cửa Phật không đơn giản chỉ là mong muốn và ước nguyện mà còn là lòng tin và những khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau những lo toan dứt giả trong cuộc sống mưu sinh. Qua dầu dòng người đi lễ, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời đất, khói nhang sắc màu rực rỡ của đèn, qua cùng với không gian thanh tịnh của chúng linh thiêng sẽ làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Với những người diệt, Ngôi chùa là một không gian tâm linh, không gian văn hóa. Nhiều người lên chùa để tìm trong giáo lý nhà Phật những tính điều phù hợp với tư duy, ý niệm của riêng mình mà gợi mở tâm thức hướng thiện. Thì đi chùa nó rất là có ý nghĩa là chúng ta trước chúng ta lại Phật để cầu bình an cho gia đình. Sau chúng ta làm những việc thiện lành để cho được gia đình được bình an, được mạnh giỏi, con cái mình được ngoan, được tốt, Việc đi lễ chùa không chỉ giúp cho người dân Việt Nam giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên mà còn hướng con người tới chân thiện mỹ, làm những việc có ý nghĩa cho gia đình và xã hội. Bởi vậy, lễ chùa đầu năm không chỉ là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh mà còn mang một giá trị nhân dân cao cả. Khi cuộc sống ngày càng hối hả tức bật, bon chen, nhiều áp lực thì con người lại càng muốn tìm về chốn linh thiêng, thanh tịnh tôi đi đến chùa mục đích là cũng cầu nguyện cho gia đình cho đất nước là lúc nào là cũng bình yên nè vui vẻ mẹ con thường dẫn con đi chùa để cùng mình ăn chơi gia và mọi người con rất thích đi chùa Bên cạnh đó, vào ngày lễ Tết, các chùa miếu thường tổ chức các bữa cơm chay miễn phí. Bữa cơm được chú trọng về hình thức, các món ăn trông rất hấp dẫn, được chế biến từ các loại rau củ quả. Nhiều người thích thú khi đến đây để tìm sự thanh thản, vừa được thưởng thức các món ăn chay phong phú và theo nhiều người quan niệm ăn món chay ở chùa sẽ thêm nhiều phần phước. Đi lễ chùa ngày lễ Tết từ lâu đã gắn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người dân Việt. Lễ chùa để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn, sự bình an tốt lành. Theo quan niệm của nhà Phật, lễ chùa vào các ngày mùng 1 và ngày rằm là việc làm ý nghĩa, nhằm bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật, chư vị Bồ Tát cùng các bậc thánh hiền để cầu được thiện duyên, giác ngộ, tâm thanh tịnh hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa của việc đi lễ Phật sẽ góp phần nâng cao giá trị văn hóa của người Việt, nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc đi chùa là trải nghiệm đời sống văn hóa và tâm linh, thăng qua nhận thức, sám hối những việc làm sai, tu tâm đức, qua đó cải thiện đời sống tinh thần cho mọi người hướng đến việc làm thiện, xây dựng kinh tế xã hội ngày càng phát triển.